Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống trẻ, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, nếu như trước đây thời trang nam cao cấp vốn là thị phần của các doanh nghiệp nước ngoài thì trong những năm trở lại đây, các thương hiệu thời trang cao cấp dành cho nam giới của doanh nghiệp Việt đã liên tục ra đời và dần giữ được những vị thế nhất định, trong đó có Belluni. Trên chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của thương hiệu, bên cạnh những thành tựu nhất định thì Belluni vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Belluni đã nhanh chóng thay đổi, thích nghi để đạt được những tăng trưởng vượt bậc. Vậy họ đã làm gì để thích ứng với tình hình mới? Hoàng Vĩnh xin mời quý vị cùng theo chân Tấn Nga để cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, Tấn Nga đang có mặt tại cửa hàng thời trang nam cao cấp Belluni của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty 28, một trong những thương hiệu thời trang Việt Nam đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng hiện nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân Tấn Nga vào bên trong để khám phá những xu hướng thời trang nam mà thương hiệu này đang sở hữu nha. Từ nãy giờ anh lựa được bộ nào chưa anh? Anh cũng đang lựa được một vài mẫu rồi. Dạ. Anh đang coi thêm. Không biết là anh có hay đến cửa hàng Belluni không anh? Tháng nào anh cũng tới, tháng nào anh cũng mua 1 đến 2 sản phẩm. Thì không biết là anh đang lựa chọn phong cách như thế nào vậy anh? Anh lựa chọn những cái phong cách mà nó phù hợp với văn phòng, cái công việc của anh. Không biết là anh cảm thấy là những cái bộ trang phục ở thương hiệu Belluni như thế nào anh ạ? Nói chung là phù hợp với số đông, giới văn phòng. Thanh niên cũng có những cái một số mẫu nữa cũng phù hợp. Vậy thì cái điểm nào mà ở thương hiệu Belluni khiến anh cảm thấy thích thú nhất vậy? Nếu thích thú nhất thì anh nghĩ là về vấn đề về chất liệu. Dạ. Đó là cái vấn đề về, thứ hai là vấn đề về thiết kế. Đó, chất liệu thì thấm hút mồ hôi, ít nhăn. Dạ. Và đôi khi thì như giới công sở tụi anh thì nhiều khi là công việc có những lúc mà không thể nào ủi kịp thì các chất liệu Belluni thì sau khi giặt xong á, là có thể mặc ngay, không cần phải ủi. Wow. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh và xin được chúc anh có được một sự lựa chọn ưng ý nhất trong buổi hôm nay. Xin được cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Quý vị thân mến, sau khi khám phá một vòng quanh cửa hàng Belluni thì Tấn Nga cảm thấy rất là thích những sản phẩm nơi đây, vừa năng động mà vừa trẻ trung. Còn ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tấn Nga gặp gỡ đại diện của thương hiệu Belluni để hiểu rõ hơn về hành trình ra đời của thương hiệu này nha. Thưa quý vị, bên cạnh Tấn Nga là ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty 28. Dạ, xin được cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Tấn Nga, xin chào các quý vị khán giả. Dạ, đầu tiên em rất là muốn lắng nghe những nhận định cũng như là đánh giá của anh về nhu cầu thị trường thời trang nam cao cấp tại Việt Nam hiện nay. Thị trường thời trang nam cao cấp tại thị trường Việt Nam thì tiếp tục tăng cao cùng với cái sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Dạ. Và cái xu hướng tiêu dùng sử dụng cái nhãn hàng nội địa local brand thì cũng đang là một cái xu hướng được người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn. Đối với lại thương hiệu thời trang nam cao cấp nói riêng và thời trang nói chung thì đang hướng đến cái xu hướng là sử dụng những cái loại nguyên liệu thân thiện môi trường, tiện lợi ích cho người sử dụng. Đây là đang là một cái xu thế chủ đạo. Và ngoài ra thì đối với cái sản phẩm cao cấp thì người tiêu dùng quan tâm đến cái giá trị thương hiệu, đến chất lượng hơn là giá cả. Bản thân Tấn Nga cũng là một người rất yêu thích thương hiệu thời trang Belluni nên đang rất là tò mò không biết lý do tại sao Tổng công ty 28 đã cho ra đời thương hiệu thời trang Belluni chuyên cung cấp những sản phẩm thời trang cao cấp dành cho giới văn phòng, trung niên cũng như là doanh nhân ạ. Belluni thì được ghép từ hai chữ tiếng Ý. Bello là đẹp và Unique là độc đáo. Là thương hiệu Việt nhưng mà mang định danh là tiếng nước ngoài. Nó cũng thể hiện được là cái khát vọng của lãnh đạo chỉ huy tổng công ty 28 ATEC. Chúng tôi muốn đưa thương hiệu Belluni vượt ra tầm biên giới quốc gia. Hơn nữa thì như các bạn cũng biết, Ý là một trung tâm thiết kế thời trang của thế giới. Ngoài ra thì dựa trên cái công tác nghiên cứu thị trường thì chúng tôi thấy là cái phân khúc thời trang nam cao cấp
thì đây là một cái phân khúc còn rất ít nhãn hàng nội địa tập trung vào cái phân khúc này. Trong khi đó nó lại là cái mục tiêu là chiến lược và phù hợp với cái năng lực sản xuất của tổng công ty chúng tôi. Và thêm nữa thì đối với tổng công ty 28, chúng tôi là nhà sản xuất cho các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như là Hugo Boss, Tmer Lewin, Matsumoto Ti hay là Perry Ennis cho thị trường châu Âu. Dạ, thì theo nhận định, thị trường thời trang nam cao cấp đang là sân chơi có khá là nhiều thương hiệu ngoại chiếm thị phần tại Việt Nam. Vậy thì thương hiệu Belluni đã làm gì để tạo nên sự khác biệt hả anh? Cái điểm khác biệt đầu tiên là chúng tôi muốn nhấn mạnh là Belluni luôn đi tiên phong về chất lượng. Belluni có lẽ là một cái thương hiệu thời trang duy nhất tại Việt Nam. Chúng tôi có lợi thế là chúng tôi khép kín từ kéo sợi đến dệt vải và đến may. Tất cả các công đoạn thì đều được sản xuất trên các đơn vị thành viên. Tại các đơn vị thành viên của tổng công ty 28, chúng tôi có nhà máy sợi, chúng tôi có nhà máy dệt, chúng tôi hoàn thiện sản phẩm và nghiên cứu sản phẩm từ chất liệu sợi. Ngoài cái việc đi tiên phong về chất liệu thì chúng tôi cũng làm tốt cái công tác nghiên cứu thị trường, đầu tư máy móc thiết bị để đưa ra những cái sản phẩm phù hợp với lại cái thị hiếu của người tiêu dùng. Cái khác biệt thứ ba, do chúng tôi là cái nhà và sản xuất là cái thương hiệu Belluni và tập trung vào cái phân khúc khách hàng đó là sản phẩm thời trang nam cao cấp và dành cho doanh nhân. Mà tổng công ty 28 thì chúng tôi là một doanh nghiệp nhà nước lớn trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cho nên chúng tôi có được một cái lợi thế là chúng tôi có được một cái data khách hàng rất lớn, đó là những trí khách, những doanh nhân, những sĩ quan, những công chức. Cho nên chúng tôi làm tốt cái công tác chăm sóc khách hàng ở những cái phân khúc này. Có thể thấy chính lối đi riêng cũng như là những thế mạnh mà thương hiệu Belluni đã gặt hái những thành công nhất định trong suốt thời gian qua. Vậy thì nhân đây anh có thể chia sẻ những thành quả đó được không ạ? Đầu tiên thì chúng tôi tập trung tốt cái khâu nghiên cứu khách hàng thị trường và luôn đi tiên phong về chất liệu. Tôi luôn luôn muốn khẳng định là cái là Belluni là đi tiên phong về chất liệu. Cái thứ hai về quy mô, về lợi thế về quy mô thì chúng tôi có trên 100 cửa hàng hệ thống phân phối nằm ở tất cả các trung tâm thương mại lớn trải dài trên khắp đất nước. Thứ ba là về uy tín thì trong suốt cái thời gian 10 năm Belluni thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những cái giải thưởng uy tín. Thứ nhất, thí dụ như năm 2000 thì Belluni lọt vào top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam, top 50 thương hiệu vàng Việt Nam và thương hiệu là thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Thứ tư là về chăm sóc khách hàng. Thì do cái phân khúc chúng tôi đã lựa chọn là thời trang nam cao cấp dành cho doanh nhân, cho nên là chúng tôi luôn luôn chăm sóc, làm tốt cái công tác chăm sóc khách hàng này và lượng khách hàng quay trở lại sử dụng sản phẩm Belluni đạt cái tỷ lệ rất là cao, trên 75%. Như chúng ta cũng đã biết thì đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề, trong đó có thời trang. Vậy thì thương hiệu Belluni đã làm gì để thích ứng với tình hình mới ạ? Covid-19 thì đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực thời trang. Tổng ty 28 cũng không nằm trong cái ngoại lệ đó. Tuy nhiên thì bằng cái sự nỗ lực, quyết tâm và cố gắng của tất cả cán bộ công nhân viên trong tổng công ty 28 cùng với rất nhiều giải pháp và sự chỉ đạo sát sao từ chính phủ và đặc biệt là từ Bộ Quốc phòng thì chúng tôi đã vượt qua được cái đại dịch này. Đối với lĩnh vực kinh doanh thời trang ấy, ngoài những cái việc mà tổng công ty áp dụng toàn bộ những cái công nghệ 4.0 vào trong quản trị điều hành thì chúng tôi vẫn tăng cường được cái mảng bán sỉ, mảng kinh doanh đồng phục. Nên đặc biệt là năm 2021 thì cái tăng trưởng mảng đồng phục của chúng tôi rất là lớn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung vào cái kênh bán hàng online để đưa cái sản phẩm của mình đến với lại người tiêu dùng. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị vừa rồi của anh Thắng và xin được chúc cho anh Thắng thật là nhiều sức khỏe cũng như là sắp tới thương hiệu Belluni sẽ thành công hơn nữa, đưa những sản phẩm Việt Nam vươn cao vươn xa hơn nữa ở thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Xin được cảm ơn anh. Xin cảm ơn. Quý vị thân mến, câu chuyện vượt khó thích ứng nhanh với đại dịch Covid-19 của thương hiệu Belluni cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống trẻ kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.